tế với anh chị, trong cuộc sống là như thế này này, anh chị phải hiểu cái này thì anh chị kinh doanh nó mới được. Kinh doanh một quá trình mình hiểu con người thôi. Cái này là cái nhanh này, đúng không ạ? Cái này là cái chậm này. Thì có người là người ta phản ứng nhanh lắm, sau khi Nguyên Ba hỏi phát là giơ tay lên luôn, đồng ý không? Và mà có một nhóm người là liên quan đến công việc, và có một nhóm người liên quan đến con người. Mình phải hiểu con người nên chị, thì mình mới đồng cảm với người ta. Thì cái người mà liên quan tới nhanh mà công việc này người ta gọi là người nhóm D. Cái người mà nhanh mà liên quan tới con người này người ta gọi là nhóm Y, tức là người gây ảnh hưởng anh chị. Cái người mà liên chậm mà liên quan tới con người này thì người ta gọi là nhóm S. Còn người mà công việc mà chậm này người ta gọi là nhóm C. Thì em hay gọi vui là bây giờ mà nếu như mà hỏa hoạn xảy ra, tình huống ở chung cư bị cháy đó anh chị, thì theo anh chị là cái ông nhóm D này ông làm kiểu gì? Đấy, một là ông nhảy vào ông dập lửa luôn, hai là ông biến luôn anh chị hiểu không? Biến rất nhanh luôn, chạy xuống dưới rồi. Nên khi marketing mà gặp ông này á, là một là ông hưởng ứng luôn, hai là ông đi luôn, anh chị hiểu không ạ? Nên mình phải hiểu cái cách thức phản ứng của con người để mình làm việc. Và không phải người ta không thích đâu, người ta thích, nhưng mà cái thích của người ta phải 2 ngày sau người ta mới biết được. Nên nó mới cần là như là hàng tuần để người ta biết được cái việc đó người ta tham gia, anh chị hiểu không ạ? Cái đặc thù của người ta như vậy. Còn cái ông này vừa chạy vừa đập cửa các phòng khác và nói làm sao? Chạy rồi, chạy đi, hiểu không ạ? Gấp gáp lắm. Đồng ý không anh chị? Ông này là phải liên quan tới con người. Ông này mà không báo được người là ông không đi. Hoặc ông đi trong cái sự là khó chịu lắm, anh chị hiểu không ạ? Ông phải đập từng cửa nhà, cháy rồi, cháy rồi, cháy rồi. Còn ông này nếu ông chạy đi, ông nói này, ông đập cửa từng nhà rồi. Ông cũng vừa đi mà không vội vàng vào ông này thôi. Ông đập cửa từng nhà, ông nói là hãy nhúng cái khăn vào nước, che vào mũi và đi ra cầu thang bộ, đi từ từ thôi. Ông này không đập ông nào cả. Ông này cứ đứng xuống, đứng dưới cầu thang nhìn lên rồi mới la. Hiểu không? Còn ông này là chỉ cho người ta rất cẩn thận. Đúng không ạ? Chỉ người ta rất cẩn thận, nhúng nước đi, đi cầu thang bộ, đi từ từ thôi, cả nó nghiêng gầy cầu thang bộ, đồng ý không? Này, thì ông này anh chị là cái nhóm này được gọi là cái nhóm hỗ trợ này, nhóm này nhóm kết nối đấy anh chị, và kết nối. Còn ông này là ông ấy, nhóm là truyền cảm hứng này. Còn ông này là nhóm tiên phong này anh chị. Còn cái ông này đấy anh chị là cái nhóm công việc mà chậm này á, thì ông này là ông tuân thủ nha anh chị. Rồi, vậy thì ông này ông phản xạ ra sao anh chị? Ông này anh chị thì ông sẽ nói là gì nào? Không biết có thằng nào hút thuốc ở trong cái phòng cháy không? Tức là đầu tiên là ông hoài nghi kìa. Đúng không? Tôi đang ngồi yên thế này mà không biết thằng nào nó nghịch cái hệ thống báo cháy gì không? Tức là ông cứ ngồi bình dân như vậy vậy, anh chị hiểu không ạ? Dưới thì la làng cực kỳ nhiều rồi. Nhưng mà ông trên này vẫn hoài nghi, anh chị hiểu không ạ? Tại vì ông chậm mà. Rồi ông liên quan rồi ông biết. Rồi cái thứ hai nữa ông biết hệ thống báo cháy ngày hôm nay có đang bảo hành bảo trì gì không? Hiểu không ạ? Vẫn đang ngồi thắc mắc gần cả ngàn câu hỏi chưa trả lời xong. Dưới kia thì nó la bắt nháo chứ rồi, anh chị hiểu không? Và tới lúc mở cửa ra thì nó nhảy cửa sổ luôn, anh chị hiểu không? Nên là trong cuộc sống này anh chị, nên anh chị thấy mà có người tương tác, có người không tương tác thì anh chị hiểu người ta ở nhóm mấy ạ. Nên có người giơ tay lên tương tác rất nhanh, trả lời rất hào sảng luôn, đồng ý không anh chị? Và mỗi nhóm khác nhau người ta có đặc tính như vậy, và khách hàng của mình cũng như vậy. Khi mà anh chị làm chương trình thứ 5 giờ vàng anh chị, thì có người ta biết, người ta tham gia ngay luôn. Còn có người đó anh chị là phải một tháng sau thì người ta mới đến với mình. Có phải là tháng trước là anh nói anh có chương trình thứ 5 giờ vàng không, mà lúc đó mình không còn ở đó, chuyện gì xảy ra cả nhà? Thì đâu có phục vụ được cái nhóm người đấy. Để khách hàng của chúng ta cũng vậy. Vậy theo anh chị muốn bán cho một nhóm hay là anh chị muốn bán hết ạ? Mà bán hết thì mình phải hiểu mình mới hiểu người. Được không anh chị? Thì khi mình hiểu mình hiểu người rồi anh chị, thì cái này là để mà trong phục vụ, trong quá trình bán hàng thôi. Có nơi giảm giá, có nơi người ta không cần giảm giá anh chị ạ. Thì chúng ta phải hiểu đặc tính con người đó anh chị. Thì nó chia làm, đây là cấp độ của cái này là cấp độ của gọi là DISC, người ta gọi như vậy. Còn đây là cấp độ ở trong cái nhà gọi là gì nè, vòng đầu tiên này, vòng thứ hai này, vòng thứ ba này, vòng thứ tư này, vòng thứ năm, thứ sáu này. Cái vòng đầu tiên là vòng vật chất đó anh chị. Vòng vật chất này á, thì cái câu cửa miệng người ta là gì nè, có tiền thì mua tiền cũng được. Và nó chiếm hết 80% của nhân loại. Hiểu không ạ? Đấy. Cái nhóm D này nó chiếm khoảng 15%. Cái này thì nó cũng đâu đó khoảng khoảng là gì nè, cái hai cái nhóm này thì nó nhiều hơn. Hai cái nhóm này thì cộng lại là 30%. Được không ạ? 30 là nó mới 60. Cái này thì cỡ khoảng 20% là 50 rồi phải không? 60. Cái này chắc khoảng cỡ 25%. 2 này, 3 này, 4 này, 5, 6, 7 rồi phải không? Thì cái này cũng cỡ khoảng 30%. Đấy, thì nó phân bổ kiểu như vậy anh chị. Nhưng mà cái vòng vật chất này thôi anh chị là 80% nhân loại ở vòng này. Tức là người ta là DISC rồi nhưng mà người ta ở vòng nào nữa? Hiểu không ạ? Rồi tiếp theo người ta ở cái vòng gọi là gì nữa?
cảm xúc đó anh chị, hiểu không anh chị? Thì hết là gì nữa, hết 15% nhân loại nằm ở vòng này. Các cái nước mà đang phát triển của mình đó anh chị, thì 15% nó, nên chị biết là kinh tế thì khó khăn kiểu gì, nhưng mà đồ hiệu người ta vẫn bán đắt, anh chị hiểu không ạ? Anh chị hiểu cái đồ hiệu không ạ? Cái đồ hiệu là gì? Cái áo mà nó có hiệu vào, nó bán giá cực kỳ đắt luôn, hiểu không anh chị em? Giày dép là phải đồ hiệu vào, nhưng mà người ta ở vòng cảm xúc, nhưng mà người ta là người nhóm nào? Đây là nói lên là cái phương pháp hành động của người ta thôi. Còn ở đây là lý do hành động. Cái lý do này nó liên quan tới tâm thức của người ta. Nên anh chị học cái này á, thì nó liên quan tới phương pháp hành động. Còn cái này á, là cái lý do người ta ra đòn. Ví dụ anh chị biết eo là người ta gọi là hãng máy bay là Sorry Airlines, cả nhà đồng ý không? Thì theo anh chị 90% khách hàng đi ở e là người ta ở tầng nào? Cảm xúc hay vật chất? Vật chất. Nên cứ sorry rất nhiều, chửi rất nhiều. Nhưng mà tới lúc mua thì có mua không? Vẫn mua. Và các cô đó thì có chuyên nghiệp không? Người ta có cãi nhau tay bo với khách nữa không? Ông cãi câu tôi cãi câu không? Người ta cứ dạ, cứ văn. Và theo anh chị e là mặc quần ngắn hay áo dài ạ? Quần ngắn nó mới vui được, anh chị hiểu không? Chứ chứ không chơi áo dài. Thậm chí đi đón cái đoàn tuyển thủ Việt Nam quốc gia về còn mặc bikini nữa cơ mà, anh chị hiểu không? Thì ở cái tầng này người ta có thích coi không anh chị? Thích coi. Ghét không anh chị? Có chửi nhiều không? Miệng thì cứ chửi nhưng mà trong lòng thì sao anh chị? Vâng thích, anh chị hiểu không? Có mua không? Bằng chứng là có mua không? Mua. Còn ông kia ông đúng giờ hoài mà bây giờ ông lỗ tới mấy chục ngàn tỷ đấy anh chị. Mặc áo kín cổ kín cổng cao tường đấy anh chị. Lúc nào bay đúng giờ hết, năm nào bù lỗ hết anh chị hiểu. Còn bên ông này là ông có hai ba ông lại ông làm một chuyến, đồng ý không ạ? Tối ngày là gì nữa? Xin lỗi thôi, delay đi, xin lỗi, xin lỗi. Mặc quần thì ngắn lên đúng không? Chỉ có mỗi tội là giá rẻ đi khoảng khoảng vài trăm nghìn thôi. Đúng không? Là bà con cái tầng này người ta thay đổi hành vi quyết định mà anh chị. Nên người ta hiểu rất rõ cái tâm thức và người ta hiểu là gì? Phương pháp hành động. Cái ông này tối ngày than phiền đến chị. Ông này tối ngày là ông ở Quảng Ninh luôn. Than, cái gì cũng than hết. Cái gì cũng không bao giờ ưng ý hết. Kiện tụng này, phản hồi này, comment này. Anh chị để ý khách hàng của anh chị em mấy ông hay mà phản hồi rồi chê cái này chê cái kia. Ồ em thì rất tốt nhưng mà có cái này anh không ưng ý này. Bắt đầu nói không ưng ý quá trời luôn. Anh chị hiểu không ạ? Thì mấy ông này, được không anh chị? Nếu mình nhận diện cái phương pháp hành động phản ứng của người ta, được không anh chị? Nhưng mà than gì thì than, mà nếu như ông ở vòng vật chất đó anh chị thì ông lại tiếp tục mua. Còn cái tầng này đó anh chị đừng có giảm giá, tầng này là gì nè, limited vào, tầng này là gì nè, tặng kèm vào, được không anh chị? Nên nó có bao giờ giảm giá đâu, chỉ tặng kèm cái ly diamond, ly rồi lên tiếp cái tầng nữa là tầng sinh mạng. Đến cái tầng này đó anh chị thì nguyên cả cái này của nhân loại nó chỉ có 5% thôi, tức là người ta sẽ không quan tâm rẻ, người ta cũng chẳng quan tâm tới cái sự hào nhoáng. Người ta hỏi là gì nè, cái nước này có phải là nước ion kiềm không, rồi cái không khí này nó đã được lọc qua cái hệ thống nano chưa, cái hàm lượng bụi mịn ở trong không khí đó nó nằm ở cái mức là gì nè, dưới 20 microgram trên 1 mét khối, tức là vô cái nhà người ta sẽ không có bụi, anh chị hiểu không ạ? Người ta đi đâu anh chị, người ta mua bất động sản hay mua gì đó, việc đầu tiên người ta mở cái air visual lên để người ta đo cái hàm lượng bụi mịn ở đó là bao nhiêu. Bên này đường sắt gần bờ sông là giá 10 đồng, bên kia đường sắt là giá chỉ còn có 5 đồng một nửa thôi. Thì cái ông sinh mạng này theo anh chị là ông lựa bên kia đường sắt hay bên này đường sắt bờ sông ạ? Nên đừng có nói với ông rẻ hay gì cả, mà phải đi thẳng vào vấn đề. Bụi mịn ở đây nó ít lắm ăn. Ui nghe cái về hẳn, nói mấy cái đấy thôi là người ta xuống tiền rồi. Chứ đừng có nói là em đang có Black Friday, em đang có ưu đãi, em đang có giảm giá. Ở đây nó chỉ có 10 lô, không quan tâm. Anh chỉ quan tâm đến mấy cái thứ này thôi. Có ảnh hưởng gì đến sức khỏe của anh không? Nên nó mỗi tầng khác nhau thì mình ra đòn nó khác nhau, cả nhà hiểu không ạ? Và mình không nói những cái thứ mà người ta không muốn nghe. Nhưng mà mình có phải người bán hàng, mình có phải hiểu hết không anh chị? Còn nếu như là em chỉ ở nhóm C và em chỉ chơi với những người nhóm C thì đúng là hai thằng này chơi với nhau vui thật. Tại vì nó không có truyền động lực gì nhau cả. Nó không có làm gì đau đớn nhau cả. Hai thằng này nó ngồi cả tiếng với nhau, chẳng làm gì với nhau hết, anh chị hiểu không ạ? Và con mình cũng vậy, chồng mình cũng vậy, vợ mình cũng vậy. Đúng không anh chị? Mình về mình hiểu người ta đi. Mình hiểu cái đặc tính hành động của người ta và mình hiểu cái vòng tâm thức của người ta để mình gần người ta đó, mình không làm tổn thương người ta. Hai vợ chồng mà mỗi người mà cái năng lực hành động nó khác nhau này anh chị, có chuyện phát là ông này nhảy dựng lên liền, còn bà này thì cứ, hoặc là ông này là ông cứ im re re từ từ, còn bà này bà nhảy dựng lên liền thì nhà rất căng thẳng, anh chị hiểu không ạ? Tại sao ông không làm như tôi đi, ông tôi nói một câu ông phải phụ tôi một câu với người ta chứ, đồng ý không? Nhưng mình bán hàng anh chị và mình hiểu cái này này, hiểu cái lý do sâu thẳm nhất để mình ra đòn. Và ở Việt Nam thì chỉ cần tập trung vào cái tầng này thì đang kiếm được tiền, tập trung vào tầng này kiếm rất nhiều tiền. Nhưng tập trung vào tầng này đó anh chị
thì tầm khoảng 5 đến 7 năm nữa thì mới 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 phục vụ được nhiều người, người ta mới quan tâm thì mình mới bán được, anh chị hiểu không ạ? Mới bán được máy căng gân kiềm. Chứ bây giờ nói căng gân kiềm là gì, máy lọc không khí là gì, máy lọc cấp khí tươi là gì, mình không biết, là mình chưa phải ở cái tầng này, anh chị hiểu không ạ? Cái đấy cả đời mình chưa đặt câu hỏi luôn. Hiểu không? Thì mình chưa ở tầng này, và ở tầng này rồi đó, nó phải như vậy. Còn hiểu biết là nó khác nha. Còn ở cái tầng này rồi mà đang sống như vậy, đang mua những cái trải nghiệm dịch vụ như vậy. Tiếp theo cái tầng nữa đó là tầng trí tuệ. Cái tầng trí tuệ thì sao anh chị? Cái câu này người ta gọi là có sức khỏe là có tất cả. Còn cái ở tầng cảm xúc này người ta gọi là gì nè? Anh em mình là một gia đình. Một gia đình thì chơi hết mình. Thì là cái tầng này đúng không anh chị? Đấy. Lên nóc nhà đồ các thứ là ở cái tầng này người ta sẽ nói câu như vậy. Hiểu không anh chị? Đấy. Còn ở vòng sinh mạng này thì người ta gọi là có sức khỏe là có tất cả. Có cái ông này thì ông nói là có tiền là có tất cả. Rồi lên tiếp theo nữa, cái vòng này là cái tầng này em hay gọi là cái tầng đóng góp. Ông này cũng là liên quan tới cái tầng là gì ạ? Trí rồi. Còn ông này là liên quan tới phần tâm rồi. Đấy, sinh mạng là thân nha, trí tuệ là trí nha. Còn đóng góp là liên quan tới tầng tâm rồi. Tâm là sao? Là ai cũng trọn vẹn nhẹ nhàng đấy. Chị, gian khổ sẽ dằn vần ai, thì ông này là được vợ hay gọi ông này là gì? Ăn cơm nhà mà vác tù va. Mỗi ngày toàn đi làm cái chức là gì nữa? Hội trưởng hội phụ huynh này. Rồi tổ trưởng tổ dân phố này. Anh chị hiểu không ạ? Đấy. Mà lấy phải ông chồng này mà bà vợ đang ở vòng này thì có chửi nhau choang choác không anh chị? Chửi tối ngày. Hiểu không? Nên nó khác nhau thôi. Là đau khổ dành cho nhau đâu. Hoặc cha mẹ ở tầng này mà con cái ở tầng cảm xúc có chửi nhau không? Ông này là 10 giờ đi ngủ rồi. 5 giờ phải dậy rồi. Mà ông này là 12 giờ đi ngủ và 10 giờ sáng mới dậy, 2-3 giờ đêm chưa về. Rồi ông này lại mắng ông này. Thì ông này lại trả lời là mình đang có một giấc ngủ dài mà mẹ. Hai bên lại dành ra một cuộc chiến không bao giờ có hồi kết. Anh chị hiểu không? Hiểu cái này để làm gì anh chị? Theo anh chị, thử lượng máu nó có hai cách thử. Một là chích vào, hút ra, rất đau người. Hai là cái nhẹ hơn, chỉ cần đặt tay lên đây thôi. Đúng không anh chị? Nó chạy một hồi nó ra cho mình thông số lượng máu đường. Một cái thì rẻ rê vài chục đồng một cái mũi kim tiêm vậy. Còn một cái là gì nè, tầm khoảng là gì nè, một tuần á, là phải đi thay cái đấy một lần, thay cái màng lọc, thay cái đồ cái thứ một lần. Và một cái thì gấp 1.000 lần hơn, cái kia có 3.000 thôi, cái này tới 3 triệu. Được không anh chị? Thì theo anh chị là người giàu người ta xài thế nào? Ừ. Nên cứ nói với người ta rẻ 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 rẻ, cái này chỉ 30 đồng một lần xài mà đau. Còn cái kia không đau gì cả, 3 triệu. Theo anh chị là người này tới là tầng này rồi người ta xài cái gì? 3 triệu. Hiểu không? Nên đừng có nói người ta là cái này vẫn còn đau mà rẻ. Ở tầng này, mình ở tầng này tối ngày mình nói kiểu đấy, ai chơi mình? Gì hiểu không? Và lên tầng này là tâm. Và lên tầng này là tâm về không luôn. Về không luôn. Gọi là không dính mắc. Không dính mắc là sao? Tức là làm là bởi vì nó cần phải làm thôi. Anh chị hiểu không ạ? Nên một cái là anh chị hiểu phương pháp hành động, và một cái là anh chị hiểu tâm thức, hay được gọi là lý do để ra hành động. Anh chị phải nắm hai công cụ này. Và khi mình nắm hai công cụ này, mình hiểu cái tâm thức người ta, và em hay gọi vui là gì nè, dòng năng lượng sẽ đi về đâu nếu khác nhau ở vòng tâm thức, sự chú ý sẽ đi về đâu nếu khác nhau ở dòng tâm thức. Chỉ cần khác nhau về vòng tâm thức thôi là cái sự chú ý mình nó khác nhau rồi, năng lượng mình hướng về nó khác nhau rồi. Như bây giờ hai thầy trò đang ngồi nói chuyện với nhau như thế này, bây giờ một cô gái mặc áo quần sexy đi qua, mà ông này thì ở tầng trí tuệ, mà cậu học trò là ở vòng cảm xúc, thì mất thầy luôn rồi. Hiểu không? Lúc đó là thầy không còn là nhất của cuộc đời em nữa, hiểu không ạ? Em thầy từ từ làm thầy được không thầy, đúng không ạ? Em phải nhìn cái cô này chứ không là cô này cô đi qua mất tiêu rồi. Nên mình hiểu để làm gì, để mình hiểu cái cách thức mà mọi người làm việc, và cái nào là gì nè. Theo anh chị là nói cho đã cái mình biết, hay là giúp cho người ta cả cuộc đời người đó anh chị, chỉ giúp cho người ta thoát khỏi cái vòng tâm thức này thôi, làm cuộc đời thành công. Không có cái vòng nào là xấu hay là tốt cả, nhưng mà mình thoát được cái vòng của mình và mình đi lên một cái tầng mới, anh chị hiểu không? Chỉ có mình mới biết nó xấu hay nó tốt thôi, anh chị nhung ạ. Tại vì ông ở tầng đóng góp thì ông đóng góp được nhiều thì ông nhận được nhiều, chứ tôi có nhận gì đâu. Tôi làm vợ làm con của ông thì tôi vất vả nhiều, mỗi lần mà ông đi cho ai là ông mang đồ của nhà đi mà. Mà nếu như ông này mà ông qua cái tầng vật chất rồi, ông giúp cho mọi người xung quanh ông qua cái tầng vật chất rồi, đúng không ạ? Mà ông đi làm thì đạt, anh chị hiểu không ạ? Còn ông lấy đồ trong nhà mà ông đi làm là ông chưa đạt, anh chị hiểu không? Nên nó không phải là tầng nào tốt hay không tốt, mà ở quan trọng là mình muốn mình lên tầng nào. Và cái thứ hai nữa, mình có chịu rèn luyện để mình lên không? Và cuộc đời này nó sinh mình ra để mình biết mình đang ở tầng nào. Và khi mình biết mình ở tầng nào đó, thực tế anh chị, bán hàng là một quá trình để mình bán mình, anh chị. Mình hiểu mình là ai. Và theo anh chị, cái ông mà ở tầng này có bán hàng được cho ông ở tầng trên này không? Không anh chị.
không lừa được cái thằng tầng trên được anh chị. Chỉ có thằng tầng tầng trên mới lừa được thằng tầng dưới, chứ thằng tầng dưới là không lừa được thằng tầng trên nha anh chị. Anh chị hiểu không ạ? Nên mình đang ở cái tầng này mà bây giờ tối ngày bắt mình là tặng kèm này, bắt mình là gì nè, yêu like yêu kèm, mình có làm được không anh chị? Rồi giơ tay cao lên, quay sang bên cạnh và nói phải trải nghiệm rồi thì mới phân phối được. Đúng rồi, đấy người nhóm D người ta sẽ nói như vậy anh chị. Người ta đúng đặc chủng của nhóm D đó anh chị, người ta sẽ làm như vậy. Còn người nhóm C là cứ ngồi nhà này. Người nhóm C là chờ cho nó nhảy qua hết rồi. Rồi mình coi có thằng nào chết không. Nếu không chết, nhà nước chứng thực là nhảy qua được thì mình mới đi. Anh chị hiểu không ạ? Đấy là đặc chủng của nhóm C. Đúng không ạ? Cái này là hỗ trợ và kết nối là nhóm S. Tổ chức mà không có ông này này anh chị là nó tan rã hết. Tổ chức phải có ông này. Và gia đình mà người phụ nữ mà ở nhóm này đó anh chị là gia đình hạnh phúc luôn. Được không anh chị? Còn gia đình mà toàn ông nhóm D cả là lúc đầu rất hào hứng, ngồi cuối buổi là chửi nhau tới hết. Tại vì ông này á là ông complain. Complain. Tức là ông than phiền đó anh chị, mà ông than phiền sau lưng hay trước mặt ạ? Ở sau lưng. Còn bản chất của thằng cha này nếu có than phiền là làm sao? Chỉ trước mặt luôn, anh chị hiểu không? Chửi luôn, anh chị hiểu không? Mà hai ông cùng nhóm D là toang hết, anh chị hiểu không ạ? Nên mình hiểu đặc tính của nhau. Còn ông này á, chửi nhưng mà không bao giờ chửi trước mặt cả. Về viết một cái bức thư thật dài. Ngày đầu tiên này, ngày thứ hai này, ghi chi tiết các bước này lên, đăng một cộng đồng nhóm này, chửi tùm lum cho ăn một phát, hiểu không ạ? Nó mới đả cái gan của người ta, anh chị hiểu không ạ? Nên là tất cả các khách hàng mà comment nó đều nằm ở tầng này. Mà đi phục vụ ông này đó anh chị là mình nó ra hết sức rồi mà chưa biết ông có đồng cảm hay không. Hai ông này á thì ông cứ làm theo cách của ông, tại vì ông hướng ngoại với anh chị. Còn hai ông này là ông hướng nội. Nhìn ông này á là ông nghe, ông kết nối, ông hỗ trợ. Ông này ông cũng ngồi nghe mà nó nghe theo cách của nó, anh chị hiểu không? Nghe nguy hiểm, của thằng này cực kỳ nguy hiểm. Nguy hiểm trong cuộc đời nhất là ông này, ông ngồi rất chăm chú và rất lắng nghe mình. Mỗi cái là đang suy diễn. Mày có lừa gì anh không? Hay có cái này có thật không, cái này có phải cháy thật không, hay là thằng nào đang hút thuốc đây? Nó ngồi rất chăm chú nghe, tại vì sao, phản ứng nó không quá nhanh nên mình không biết được, anh chị hiểu không ạ? Được không? Và coi cách nói, cách đi, cách đứng là mình biết ngay mà, anh chị phân biệt tí. Nhưng mà mình phải xác định ở vòng tâm thức coi nó đang đau khổ hay sung sướng ở tầng nào. Có tiền nó có vui không? Nếu vui, mất tiền có buồn không? Buồn, tức là còn tầng này, anh chị hiểu không? Đấy. Đấy, tiền nhiều làm gì đấy thì nó rớt mấy cái tầng này, cả nhà hiểu không ạ? Và phải hiểu cả hai cái này để làm sao, để mình gặp người đó anh chị là mình bán hàng nó mới hiệu quả. Gặp ông này tối ngày thì giảm giá lâu, và giảm giá là đừng có ghi phần trăm nữa, giảm bao nhiêu ghi rõ luôn. Ví dụ ly 20.000 đồng giảm 10.000, giảm luôn được không anh chị? Là người ta thích, chứ giảm 50% là người ta hoảng loạn. Không biết 50% của 100.000 hay là của bao nhiêu tiền là người ta không cụ thể. Tức là ở cái tầng này này là người ta cần cụ thể, ở cái tầng thấp này là phải cụ thể vào, được không? Tức là mình là người hành động đấy, nhưng mà mình phải ở cái tầng này và mình cụ thể như vậy người ta mới hành động. Nhưng mà người hành động nhưng mà ở cái tầng sinh mạng này này thì người ta cần là gì nè? Người ta cần rõ ràng, ion kiềm căng gen 9.5, đồng ý không? pH, đồng ý không? Độ pH bao nhiêu của nước, đồng ý không chị? Đồng ý không chị? Đấy. Và cái ông này thì tối ngày ông hỏi là cái nguyên lý gì để vận hành cái này, đồng ý không? Ông này là tối ngày ông hỏi nguyên lý không? Anh có nguyên tắc gì để vận hành không? Anh làm cái này ra là hiệu quả ra làm sao? Hiệu năng như thế nào? Và cái ông này này thì tối ngày là gì nè? Ông đặt ra câu hỏi là có cái công nghệ gì ở đây không? Hiểu không anh chị? Có công nghệ chứ không? Ví dụ em đi đôi giày như thế này, nhưng mà trong cái đôi giày này nó có gắn một con chip. Cái con chip đó nó sẽ gắn về cái app của em. Và em chỉ cần đi 1.000 bước chân là em đóng góp được 1.000 đồng. Hiểu không ạ? Tức là nó có công nghệ chứ, cũng là đôi giày nhưng mà nó gắn được cái app và nó gắn được cái chip vào, được không bà con? Cả nhà hiểu cái này không ạ? Thì cái ông này tối ngày ông hỏi công nghệ, còn ông này là tối ngày ông hỏi là gì nè? Có gì để khỏe cái thân của ông lên không? Uống cái này vào thì như thế nào? Uống pH mà 9.5 vào là uống rượu có say cỡ nào về, chỉ cần một cốc 9.5 này thôi là hết say rượu luôn, hiểu không anh chị? Đấy. Còn cái ông này này, riêng ông này mà ông tham gia vào bất kỳ cuộc chơi nào đó anh chị là ông đặt ra câu hỏi là ông đóng góp được gì. Rồi lát nữa sẽ nói làm thế nào để có khách hàng. Nhưng mà trước khi có khách hàng mình phải hiểu khách hàng, được không ạ? Bao nhiêu số anh chị thấy cái này xong là mình hiểu một phần khách hàng rồi. Rồi quay sang bên cạnh và nói về hiểu mình, hiểu người anh chị. Còn kinh doanh không hiểu mình, chẳng hiểu người. Tôi tối ngày chỉ giảm giá thôi thì chỉ hút được một đống này tới thôi. Mà đống này tới thì sao anh chị? Là phải rẻ. Yêu cầu nhiều không? Yêu cầu nhiều.
Complain phản hồi mà gặp đúng cái ông này nữa thì ông tối ngày ông chửi mình luôn. Nhưng mà có mua không? Có mua chứ. Giận thì giận mà. Mà mua là vẫn cứ mua, đồng ý không ạ? Nên mình hiểu cái đặc thù, cái phản ứng hành động và cái tâm thức lý do để người ta hành động. Đó là hai cái này. Để mình sao? Để mình hiểu đời, hiểu người đi. Và sau đó mình thiết lập cái quán của mình. Xin thưa với anh chị, có một cái là gì nè? Chúng ta không thể phục vụ ở tầng cao nếu chúng ta không cao được. Anh chị không tham cầu trí tuệ thì đừng mơ với anh chị phục vụ được ông trí tuệ này. Và em hay gọi vui là gì nè? Nếu như mà không gì nè, không đi vào tâm trí của người khác thì rất khó để bán được hàng. Tại vì tối ngày cạnh tranh về giá không ạ? Tối ngày cạnh tranh, tối ngày là ông tôi chỉ giảm giá để tôi còn thế này mình phải tặng kèm gì đấy về mặt trí thức nữa. Đúng không chị? Đấy.